chào các bạn, mình tên là Hoa. Hiện tại thì mình đang làm dịch vụ Facebook chạy quảng cáo và mình có mở shop giày nữa. Mình biết tới thẩm mỹ viện Ngân Gu thì mình có sử dụng dịch vụ sửa mũi. Thì nói chung là mũi của mình sửa hiện tại thì cũng được 3 tháng rồi. Nói chung là dáng rất là ok luôn, rất là chắc chắn. Thì hồi trước mình có sửa mũi rồi bị hư, nhưng mà mình biết qua được người bạn của mình có sửa ở đây. Mình thấy sửa đẹp và mình qua mình sử dụng dịch vụ ở bên đây. Thì dáng mũi của mình hồi trước thì nó cao quá, rồi nó bị méo qua bên á. Thì mình thấy là cái mặt mình nó quá gầy mà cái dáng mũi nó không có ok đó. Thế là mình qua mình sửa lại bằng sụn tai, bằng sụn tai 4D nano. Sau khi sửa xong á, nhìn nó khác hẳn, nó hài hòa với gương mặt, ai cũng khen là xinh hơn. Từ khi á, mà sửa mũi rồi thì nó cân đối với gương mặt á, mình rất là hài lòng. Nói chung là trông thương hơn nè, rồi đi ra khi mà mình giao tiếp ra ngoài á, thì mình rất là tự tin. Thậm chí là khi mà mình đi qua đường á, được tài xế xe nhường cho mình qua đường luôn á. Nếu như mà các bạn đang gặp vấn đề về mũi của mình có trục trặc gì đó hoặc là không tự tin ấy, thì các bạn cứ mạnh dạn đến viện thẩm mỹ Ngân Gu, họ sẽ cho bạn dáng mũi tự nhiên nhất, ưng ý nhất để các bạn có thể tự tin giao tiếp. Như mình đây, mình đã từng trải nghiệm ở đây thì mình thấy rất là ok luôn. Nói chung là thay đổi hoàn toàn. Cảm ơn thẩm mỹ viện Ngân Gu và đặc biệt là cảm ơn bác sĩ Cường đã cho em được gương mặt hoàn hảo hơn. Cảm ơn.